Hello, xin chào các bạn. Thì là một cái video clip ngắn để trả lời cho các bạn hay hỏi là dế ăn cái gì. Đây, các bạn quan sát nha. Lá mì, cá mẩm, lục bình, là có thể là bí đỏ hoặc là đu đủ thái mỏng nha. Đây, em sẽ làm nhiều cái video clip ngắn hơn để ngắn gọn hơn. Cô chú anh chị các bạn chú ý theo dõi nha. Đây nha, video clip dài quá thì các bạn cô chú anh chị xem sẽ chán hay sao đó, thấy tương tác cũng ít lại nha, giờ ngắn thôi rồi. Ok, còn cái câu hỏi nào nữa đặt ra thì em sẽ tiếp tục làm tiếp. Xin chào các bạn nha.